Mình biến to lên ăn chung mâm của cái cô hả? Cứ tập vừa làm xong phá ra đấy. Nhẹ. Rồi. Xong kìa. Chúng ta cùng đến với sự xuất hiện của anh Đàm Vĩnh Biệt. Anh làm gì đây? Mẹ mày. Thằng nào bố láo mày dám bảo tao định gì sao kê hả? Tao chuẩn bị đóng phim vườn sao kê mà chúng mày dám bắt tao sao kê đấy hả? Đúng không? Mày nhìn cái thanh gương của bố mẹ. Đúng không? Đừng có làm to là mình chém lên ngay đấy. Ủa, nào này. Vương được thôi rồi, về nhà đu đi. Ôi mày đang làm công việc anh. Để em bẩn chó. Uống đi, thoải mái đi, đang làm việc thì uống chứ. Đấy, đúng không? Đây rồi. Nào, làm gì đây? Tư thế lấy là hợp lý rồi nha. Vung lên. Ố, thế nào đấy? Xem trên mạng đối dạng là vỡ mà. Đấy, ngồi vỡ rồi. Mà một thanh niên. Bây giờ là lúc khoảng gần 1:15. Đấy. Đấy, đeo găng tay cho nó chuyên nghiệp. Không để lại dấu vết, không có dấu vân tay. Đấy. Kính chứ nó không bị vào tay. Đúng không? Rồi, một hành động rất là táo tợn. Phá kính ô tô và trộm đồ. Anh em nào mà có để xe ngoài đường như này thì các bạn nên hết sức chú ý những tình trạng như này. Chúng ta tuyệt đối không nên để những cái đồ dùng có giá trị trong xe. Nó sẽ rất dễ biến thành một món mồi ngon cho tội phạm. Xem đi. Đấy. Chuyện tình cảm của một đôi nam nữ sẽ được thử thách qua tình huống như đây. Vâng, như vậy là các bạn có thể thấy đó chính là một nam một nữ đang dắt tay nhau đi trên bè hè. Chuyện tình yêu tuyệt vời, hãy cùng xem. Đây. Ui, đứng lên, nhanh nhanh. Ôi, dồi ôi. Mẹ, anh yêu bỏ con mẹ luôn. Rồi.
thì sao nữa? Trời ơi, mà chạy ăn chơi nha. Thứ nhất á, giờ tôi yêu công an thì sáng nói giờ lúc nào được an toàn. Chúng ta cùng đến với một món ăn Indian, nó có cái tên là bánh cháy. Đấy, tay vừa đi vệ sinh xong, phân vẫn đang dính ở tay, chưa rửa. Thôi được rồi. Đấy, gói ngon chưa? Woo yeah. Woo đấy, nếu mà có dịp và mà có điều kiện thì anh em nên thử lại bánh này xem mùi vị của phân ạ. À. Sorry. Nói năng kiểu gì đấy? Đấy, mày mày thấy chưa? Đừng đùa nha. Thằng nào phạm tội chúng mày nhìn cho kỹ mặt tao mày chưa? Khuôn mặt của người mà nguy hiểm. À dậy đi, dậy đi tiêm nào. Mẹ đang ngủ mặc áo trắng vào đây mà nhìn như quỷ giò xoa. Quỷ choáng, người hút ma sẵn rồi. Một đợt đấy đi là một đoạn đường vắng và nhìn nhìn à đây rồi đây rồi. Ôi từ mẹ thằng kia nó nhìn đều em đấy, mẹ muốn nhìn đều bố mẹ, mẹ muốn nhìn đều ta đúng không? Nào đi ra, đi ra, đưa đây, đưa xe đây. Nhanh lên, ta xiên cho mày phát giờ. Nhanh. Đúng không? Đấy. Tại là mày nhìn đều tao cho nên tao mới lấy xe của mày đấy. Chứ là tao không muốn lấy xe mày đâu. Nha. Thôi rồi. Đấy. Ngoan ngoãn như thế là tốt đấy. Có lợi cho bản thân. Nha. Về nhà bố phân đi. Tôi thấy là tội phạm nó rất là manh động. Tôi không biết đây ở nước nào, nhưng mà có lẽ là nó một đất nước ở vực Nam Á hoặc là Tây Á gì đó. Và tiếp theo, cảm động lòng tốt của hai thanh niên giúp đỡ khổ chủ. Đấy, thấy chưa? Nhà khóa khiết như thế này là phải mà một phát ăn luôn. Cắt trong nhá. Đấy, mừng cỡ đấy. Rồi.